À, vào Nhưng game nhá. mà có mấy răng ta vẫn chưa tìm được, mà hiếm đấy. Berlin. Vừa vào con gà Nó hiện mùa này. à, minimap này. Ê, bây giờ tao biết cái xẻng nó xúc cái đám cỏ ấy về được mà. Xong mang về trồng. Tao biết bắt thỏ rồi, tao biết bắt thỏ. Bắt nhỉ, bắt nhỉ. Dùng bẫy cái tráp ấy, xong mày để cá rốt vào đấy. Bọn thỏ ngu cực. Ok, hiểu hiểu hiểu. Còn chim thì dùng boomerang với cái đát ấy. Shot down. Sợ ta. Rồi đi, cứ tầm đến ngày 10 làm chết hết là mẹ à, như mọi khi ở ở đây có một cái đường mòn. Sao? Ôi, tìm được hang nhẹ rồi. Cái lìn đâu, gần đấy. Ôi, con nhặt được cái Mandrake luôn này. Được. Đúng nào, đúng Man nào. Mandrake ấy, cái cánh. Tức là mày nấu lên với cái gì bất kỳ nó sẽ hồi cho mày 100 máu. Ok, tìm được hang nhẹ rồi, tí ra tính sổ con này sau. Thằng nào hết máu tao sẽ để dành cho thằng nào hấp hối. Ủa sao tao vẫn chưa nhặt được cục flint nào? Cục sỏi nào? Manic. Manic. Mày nhặt được cục sỏi nào chưa? Chưa mày, tao đi ăn toàn nãy giờ tao đi chặt ở đấy lắm Mandrake ấy. Nani? Giờ có xác thằng nào chết trước mặt mình, lúc đồ. Sau khi này xác tên đồng đội, Volio. Cực kỳ nhiều Mandarin nhé, không lo bị tông hồi. Có hoa nhà thì nhặt về nhá, làm một vòng hoa. Hoa thì đấy, nhưng mà tao vẫn chưa nhặt được viên sỏi nào. Sống rồi. Mà quay về chỗ kia tìm sỏi này. Không, tao còn chưa có các kiểu. Lang thang dưới đây dễ gặp vua lợn lắm này. Anh bạn này. Ở đây chúng nó đi tìm làng lợn dễ vãi. Mà mình đi cả map không thấy đâu. Có tùy không? Có cái hố sâu này. Này vào đây có gì không nhỉ? Gom hô rồi. Để đi, để xem trong này có gì. Vãi lộn, thằng tí nó dẫn đi đâu. Thì tao chết nhà quá lâu rồi. Tao tìm được nhà lợn rồi, mình chuyển sang lại ở cũng được. Tao nhảy ở sang nghĩa địa. Tao thấy một đống cỏ. Mày đang đâu? Tao xong cái wormhole rồi, đang được. Tao thấy một đống cỏ. Tao thấy một đống cỏ ở đây. Cái đống cỏ màu vàng đấy. Ừ. Ôi, chứ là được 4 cái mandrake này. Là đi. Ôi mẹ, lúc hết rác à? Có một đống rác đây. Ô, ông này đã nhập được chapter rồi à? Cái máy vừa vào được. Sao con này nó đi theo tao nó Đừng hỏi.
chưa kịp bắt đá. Chưa nhặt được cục sỏi nào, panic. Mẹ làm trại lửa rồi, làm đuốc rồi. Ai còn sỏi không? Tôi xin một cục để tôi làm cái gì luôn. Vấn đề là không có, không có. Đây đây đây. Thì không quay không thì hai cục được làm luôn cái cuốc để đi đập đá luôn. Này ông cứ chế thì rồi được. Ok, ok, thank you. Yeah. Tôi xem nào. Một non là một kiểu một khu đồng cỏ riêng luôn đấy mẹ, cái vùng vàng hoa đồng cỏ cây cao à, thề luôn. Sao con này nó ghi theo tao nhỉ? Ở đây là chỗ không khác rồi, tao bắt đầu khó chịu đấy. Thì đốt cây sớm. Ủa ừ, bãi đá này, bãi đá này. Đi khám phá xem wormhole hồ có gì không. Hôm nay anh em, ngày đầu anh em chắc tự sinh tồn được đúng không? Ngày đầu anh em cứ đi đi lẻ lẻ đi sinh tồn. Xong rồi tí ngày 2 về tập hợp ở cổng nhé. Ngày 2 cứ quay lại cái cổng spawn ấy. Ừ, thoải mái xây ở đâu cũng được, nhất thiết phải xây được không? Tí xong rồi lựa chỗ nào nó đi xây dựng. Cái vàng này, vàng này. Ui, con mắt kìa. Cứu. Tốn mẹ rồi. Ê, ở đây có con mắt nhá, đừng đừng đi sang bên phải ông ơi. Con mắt mọc chân. Thôi thôi, ông soi đi, tôi đập cái bàn nữa. Đâu, đây để tôi chạy xuống. Hoặc là ông đập cũng được, để tôi soi. Ơ, sao không lấy được? Được rồi. Trên đây còn một cục này, trên đây còn một cục này. Ui, mẹ dùng cái bớt nắt ấy, cái hạt giống cây hương, cây bớt ấy. Được 9,4 hunger mà. Giờ ta mới để ý. Cái gì? Cái hạt giống bớt ấy, nó được 9,4 cơ mà. Nhiều cái đấy. Hunger của nó lên 9,4. Cái nghi xem mà mày hỏi ấy thường là dùng vào mùa hè à. Cái nào cơ cái mà đào đá ra ấy à, đi che. Ok, có chim này. Con chim, con chim. Chạy đi. Nhìn ở đây có thật quái. Ô không. Ô shit. You see very... Đồ đá nhiều vàng. Đi kiếm thêm cành cây. Trời đéo thấy cái clean à, cay thật. Tao đào đồ đá rồi này. Ô ô, ấy được moon rock rồi này. Nãy giờ đi lanh quanh không thấy cái Tiffany nào, căng thật. Yeah. Đợi em cho mình vào đây ăn một đống rồi cho mày. Để ta chưa làm được thuốc à? Chưa. Ma bồ này. Cái mỏ đá này rất nhiều vàng nhá, đứa nào cần thì ra. Tao về rừng thì tao nhặt đồ. Cái ma bồ tôi cứ đi, tôi đi đập ấy. Nhưng mà mỏ đá này lại rất nhiều con mắt. Đây cái ma bồ. Cái ma bồ ấy đập vào cái gì ấy? Cái ma bồ á? Ừ. Ma bồ tao nhớ tao dùng rìu hay cuốc gì đấy. Ma bồ ngon nhá, ma bồ dùng giáp ngon cực. Ừ, thế. Cái đấy dùng để làm giáp thôi, giáp bền cực luôn. Tự đang đi tìm xem có clean không. Ờ, à, ra đây bãi đá rồi leo tới clean. À đây đi, mẹ vừa nói xong. Mẹ thanh gót với tụi cũng có. Ừ, con gì đấy? Con tắc kè à? Hai con chim luôn. Từ mấy con skin
Có skin của mẹ con. Ui, cái gì ấy? Ủa, sao phải đi đâu này? Ui, hay quá đây rồi. Ủa, sao tao không chặt liên tục này? Ui, ô cái hàng gì đấy? Hay phải hàng nhẹ đâu? Tối tối này. Không không phải nhện là cái nó có cái tơ nhện gắn nhện riêng mà. Con này của chỗ tao, chỗ Life Flower này. Mày thấy đúng không? Life Flower, đấy là cái hang ấy. Buổi buổi chiều tà nó sẽ spam mấy con rơi ở đấy. Ok, trong này có nó có đồ gì không? Ừ, có mấy con thỏ đấm bốc. Lin thỏ đấm bốc. Thôi cứ té đã. Cứ biết ở đấy là được rồi, có gì đánh dấu ở đấy. À không, nó hiện trên bản đồ mà, tí đi tìm. Rồi, có cái chỗ ở đây ngon rồi. Lúc nào cần làm gì thì qua đây. À quên, tạo túi đồ. Trên hũ đang có mấy con này nhặt xíu cỏ. Survival. Nôn nát kết. Cái live bull ăn để hồi máu à? Vãi lìn, giờ biết đấy. Live bull ăn hồi máu á. Ui giời, vãi lồn rồi 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 rồi. Một chiều là có rơi đấy. Đồng quá, đồng quá, đồng quá. Đéo đánh chúng nó đuổi nhanh quá thì phải đâu nó chạy được. Ý chạy thẳng đừng chạy vòng vèo. Mày chạy thẳng là mày thoát được. Ok, mày xuống. Là gì đấy? Từ từ, tao. Tớ phải quay lại đấy, tao đào đá. Ừ, vẫn chưa đủ đồ làm ba lô à? Ta lô phải cần cái máy 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 đúng À, về về làm cái máy. không? Rồi tiếp đi, về gần về tí về về nhà chứ. Tao lấy thêm đồ ngoài tao quay ạ. Nhiều thức ăn lắm. Dấu vết động vật. Mày kiếm thức ăn chưa? Có. Có đang ăn cái gì à? Đang có duy nhất củ cà rốt. Đang ăn tạm cái những cái gì nhỉ? Hạt bớt hạt giống. Ăn hoa hồi một máu. Về nhà đủ 100 cái hoa. Ủa nhà mình đâu vậy? Ôi chết mẹ, đi quá rồi. Ê, con nhện nó ăn thịt đồng loại nó mà. Nó ăn cái thịt quái vật đấy, chính là thịt đồng loại của nó. Đồ con té về á, làm túi đồ. Không quay lại đào tiếp. Nhìn, đào xong rồi về tập hợp dần nhé. Có mấy con gì như kiểu con tắc kè này. Không biết đánh được. Là sao? Có mấy con như kiểu con thằn lằn tắc kè này. Ở đồng cỏ. Ở bãi đá. Không biết. Lại đấy. Chúng nó hình như đều chúng nó quanh chúng nó có mẹ cỏ này, cắt grass này. Đang không hiểu là cái sinh vật quái gì. Thằn lằn nó một loại thằn lằn. Tối rồi, tối rồi. Tới mẹ rồi. À, Lý là tên của cái con mà mình mà trong bóng tối nó đánh mình. Ok.
Damn. What am I fighting for? Đốt cây chế phút này. Lag à? Lag á? Lag do máy á. Server của mày, cái server tao bị lag. Mày bị lag mà, tao bình thường. Tao sẽ ping bình thường mà. Mày bị không? Tao bật speed test bên cạnh mà. Ok, không sao rồi. Mày có lizard không biết đánh được không nhỉ? À đánh nó chạy nữa rồi. Lag quá. Đánh nó chạy là địt mẹ. Kiểu đánh nó đánh lại mình chứ. Tao bị lag tao. Này, có thang ở đây, vai có đá chứ. Đá, tôi để tôi tí tôi về về. Đá lại. Về. Ừ. Cần tí về cái chỗ cái bon ấy, cổng của cổng ấy. À, thì này nếm lộn lộn đá là. Tôi nhiều. Không mẹ đi. Đợt mà mải farm quá chết đói. Hai. Từ từ. Ai có đá mang sẵn về nhà được không? Làm cái bếp luôn đi. Đang về. Nốt. Cái mày tiện thì mày làm than luôn đi. Tao đói, tao không đi đào đá nữa đâu. À, Hồ Thanh có đúng không? Tôi có than, thiếu que với lại đá. À, que thì... Đây, đồ làm ấy thì đủ rồi. Thiếu than với... Cái gì đó nhỉ? Đây, để về. Thiếu than với... Ừ, thiếu than thôi, thiếu 6 than. Đây, 6 hàng này. Để đi đang về đâu. Tôi làm rồi. Về tổ hợp phát. Đang hết que à? Ơ, lag à? Thế bếp của tao đâu rồi? Yeah. Mất luôn nguyên liệu với cái bếp mà. Đã lìn ghê. Hồi chấm. Hồi sau. Ủa. Cái thằng nào có đồ ăn đáp với tao ấy. Đồ ăn tao chỉ có bất nát thôi, mày có lấy mày nấu lên thì tùy. Có, đưa ăn sẵn. Đấy, mày nấu lên. Kiếm lại cái bếp thì nhanh đi. Đáp với gỗ vào đây mà. Nhóng nhổ luôn. Mày còn đá không? Đi đốt 6 tham đi. Đi đốt 6 tham đi. Thằng nào đánh bóng ấy. Chém không? Cả là đứng qua nhau. Phải leo chết đấy. Đánh phá vỡ tổ ong đi, không nó ra liên tục ấy. Ui vãi lên.
đốt 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 để tao đốt không đốt 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 hỏng mẹ gì rồi 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 xong rồi em đốt mẹ này nha. Khoan, mày tạo được cái bếp không? Bếp từ 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 bếp nào. À, đang thiếu đá, à không phải đá khó rồi, đang thiếu than với cả que. Đang thiếu than với que. Ôi, ta đi, ta đi, ta đi cuốc. Đen. Còn 2-3 đồ, chắc sạch. Đây thì chém bọn này vẫn còn thay. Chém bọn này cái nào? Bà con thắng, bà con tấn công tôi. Đây bà con này, bà con, nó bà con này không? Ôi, em mình hết cả quê luôn á. Túi đồ xoay bộ à? Xoay bộ. Đang thiếu bộ, đang thiếu mấy bao nhiêu nhỉ? 4 que. Ê ê, chúng mày kiếm que các kiểu làm bếp nhá, tao đi kiếm đồ ăn đấy. Chứ tao đó có tóc đi nào nữa. Nhìn trời tối tao không có gậy. Về. Ở đâu vẫn còn một túi, chả sợ. Thay đổi đốt cây lên. Thay đổi đốt cây lên. À, chú này, chú này. Để về đã. Dụng chú này này. Tối mẹ rồi. Ủa sao dỗi nhiều gỗ vậy? Hết mẹ que rồi, nó thanh còn que. Que hả? Còn đúng 2 que à? Sao mắt bị hiếm que? Thiếu đúng 2 que à? 17% đủ không? Chuột 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 này có chuột 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 chuột. Ông gốc thì tôi lên dành rồi sẽ mở luôn. Cái hoàng trận này mày có web berry không? Có phải không? Berry á? Con ra có 3 cái. Không, bảo là mày có tăng tỷ lệ gặp không? À vườn nó xong rồi ra cả vườn. Đấy, có mà, nhớ nó có rồi. Phép mà, đấy để phép mà. Tao nhớ là tao để phép. Hết hết khủng hoảng đồ ăn rồi. Hoàng lấy hàng đi nhờ Hoàng. Rồi lấy quê. Mai đi đào vàng đi để tao chế tạo cái máy 2 xong rồi bắt đầu đi ấy nhẹ luôn. Ê, tí nữa tí. Tôi thấy thủ nhưng mà đang ít hết que rồi. Không đủ nguyên liệu làm que.
nó ở cái rừng cạnh bãi đá ấy. Ra tiện thể thì đào bãi đá bên trái à, hay bên nào? Ừ, chỗ cổng ấy, rừng ở cạnh bãi đá. Tao nhớ là rất nhiều cây que ở đấy, cái chóp ở đấy ấy. Có mấy cái steel petal ở đâu ra? Mấy con lách à? Mấy chỗ mấy con lách không? Gặp đàn lách ấy, đánh nó rơi ra nhiều cá rốt hoặc là petal cực, nhưng mà sợ bị hội đồng luôn. Ờ, mẹ hội đồng đông với đãi. Clean này. Chỗ này mình lợi chém trúng của ông mới thôi thôi. Thôi mà. Đông quá lồn à. Rồi chỗ này nhiều ông này. Ờ, chỗ này bày á. Sao mà chỗ này muốn thiệt đấy, mình phải đốt cơ, phải đốt lên. Thiếu đi lên là có tổ ông sát thủ. Tổ sát thủ, cút nhá. Đi. Hôm nay tao vừa chết vì tổ sát thủ. Nhưng nó tự động tấn công luôn. Ô, mạng nhẹ này. Spider Dan này. Spider Dan mày bảo đúng không? Ờ, Spider Dan. Quá đi đào vàng chưa đấy, đào vàng đào đá. Đá thì nhiều rồi, thiếu vàng. Nhiều đá quá. Đấy, tao vừa đào tao được 6 gold nugget. Cái mỏ vàng to đùng bên dưới ấy, chạy xuống đấy mà đào. Đó là butterfly wing. Đây rồi, có que nè. Thang đó, thang mọi người. Thang với đá. Lấy cái lấy than. Chưa có đồ, tao cũng chưa dám đánh bọn ếch này. Anh thiếu đồ ăn bảo tao nhé. Ok. Có nhiều berry lắm. Những cái đầm lầy ấy, có nhiều cái cây berry. Trồng bắt cây á. Nhặt tết tốt. Ấn EQ để xoay hướng nhìn nữa, nói để ai chưa biết. Ok. Tao vừa thấy cây berry không ai nhặt ở đằng sau. Xoay hướng nhìn này không bị vướng mà nhặt. Ô, ô. Sao tao yên chặt chặt xem chỗ này. Tí tao sẽ chạy ra đây. Xong rồi tao xúc hết mấy cây berry này về nhà. Con này hôm nay tạm thế. Ngay ra rồi. Ủa vẹn, nhẹ nhẹ này, spider. Về nhà đi, về nhà, có vàng chưa, có vàng chưa? Có 6. 6 nó gôn nó chết. Ừ, về đi, về đi, về đi, về đi. Đợi tí, nốt, nốt, nốt. Tam đủ rồi. Để farm thêm que đó, farm nốt thêm que. Có que rồi, có que rồi. Về, về. Ok, ok, ok. Que nhiều rồi. Cái tôi về. À, đồ đồ đồ. Và rừng nấu đồ ăn phải. Đi vậy nhẹ. Bên cạnh rừng là cánh đồng hoa toàn tổ ong luôn. Không lo chết đói. Hai còn hoa không? Đang cần thêm hoa. Hoa. À thôi không cần, không cần, tôi nhặt được rồi, tôi nhặt được rồi. Yeah yeah yeah, về nhà, về nhà. Ok, rồi. Tự làm một cái giáp với một cái giáo đi nhé. Đây, đang về, đang máy về. Máy 1 làm được rồi. Đang về đây, đang về. Không phải làm trên đích xây nhà dần đi. Có giáp phải giáo thì đấm nhẹ được luôn. Này có sóc này, có sóc này. Này là có chuỗi chuỗi này. Nhà đây, đúng rồi. Ừ.
Mày ra đây. Không biết là mình chưa có bếp. Từ riêng nó chuột chuỗi á. Nhanh chế cái kia, hai cục thịt sắp hư. Có cái con gì đồ bếp ấy à, nó có nó ăn mỗi ngày một thứ cơ à, kiểu nếu mà ăn 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 trùng thứ thì sẽ bị giảm hiệu quả hay sao. Ok rồi, hè hè đồ bếp phải không? Nó sẽ đi đốt cây. Tí thì ăn lột. Đây đang về. Hai người. Mày là tí tí thì ăn lột. Thế được cái xương nghỉ chế nhá, xong rồi đắp đồ vào đấy. Đây rồi, để về. Tao đi kiếm than xong rồi là tao tạo. Về 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 về. Này có que này, ai cầm que đi. Nhiều ơi, mọi người nhiều. Cầm đi, cầm đi. Tôi cũng có hả? Tôi làm gì đấy. Này có chaco này không, cầm tôi cả. Này chaco. À đúng rồi, làm cái túi đồ á. Yeah, cháy cả khu rừng ngoài. Đấy rồi. À quên, làm giáp á. Cái refine này. Đây thường. Nếu mà thiếu thịt thì cứ ra đồng cỏ mà bẫy thỏ nhé. Ok. Thế là đói. Đói quá, ai có đồ ăn không? Đây đây. Về chặn lửa. Ai làm bếp chưa? Chưa, đang hù hoạch cá. Có bếp, bình tĩnh. Đây, tao đủ. Đủ đồ. Về đây, làm bếp. Ok. Đang xem cần, có que rồi. Đang cần 6 than nữa. Tao có than rồi. Ừ, về đây. Hòm, làm được hòm đồ rồi. Một map có nhiều chapter không nhỉ? Hay có một con nữa? Tao không rõ. Hạt giống nếu mà không cần thiết ăn thì để lại mà bẫy nhé, bẫy chim. Rồi. Một xèo này. Xin than à? Ở đây. Đừng có bắt đầu rồi đấy. Ở đây đây, đúng rồi. Ok. Chế đi. Mày không lấy canh cây à? Đây, tôi có thể tạm đấy, vì tao đang nhiều đồ. Ôi, quên. Tính ra chỗ mình ngon nhỉ? Chỗ mình giáp cả đầm lầy, các kiểu rừng, không mề cỏ này. À, quên, lấy quen. À, quên, tao có túi đồ, quên mất. Ngáo. Ấy... kia làm bằng gì? Sao? Đây rồi. Nấu ơi. Đây, để tôi nấu thịt chứ. Ok. Phải gần hư. Có ai có berry không? Berry á, được. Có được không? Lưu để tao mở túi. Đây không cả. Khúc ơi. À, tôi ăn cái, tôi ăn cả đói quá. Hai mình đang bị đói. Mấy cái vào ấy. Tôi làm giáo ấy, tôi mới. À đâu, làm giáp đi.
ai còn stone không? Stone á? Có rock hay làm lấy rock mà làm? Có đưa đây, đưa đây. 29 này. Đồ ăn lâu thế. Nấu lâu là món ăn nhiều. Cái muốn cái lo nhất ấy thì là ba rau một thịt. Còn nếu mà để hồi máu ấy thì là một thịt quái vật, một thịt tươi với hai rau. Cái gì cơ? Xin đọc lại công thức cơ thử. Cái hồi máu là một thịt quái vật, một thịt tươi với hai rau. Ok. Còn nếu mà bị đói ấy thì là ba rau, một thịt quái vật. Một thịt quái vật này, một thịt tươi, hai rau, ừ. Đấy là hồi máu đúng không? Máu chắc tới đâu. Ai có thịt quái vật không? Chứ có thịt thường hả? Ừ, cũng được. Cho vào, cho vào. Còn rau. Rau. Berry cà rốt gì cũng được. Ừ, đang hết cà rốt rồi. Còn cái này nè. Đây là tí. Để đốt lửa thế nào. À, làm hòm mình quên mất. Cái hòm đấy toàn nha. Đây. Hunger 62 này, hồi máu 3, sanity 5. Ngon này. Cái hồi máu là về công thức là như nào ấy nhỉ? Tao quên rồi. Một thịt tươi, một thịt sống. Thịt tươi là đi giết quái mấy con chuột chuỗi đúng không? Thịt tươi thì thịt không phải quái vật là được. Ok. Ăn lu ai còn gỗ không? Lái chết các kiểu ta trả lại này. Gỗ này. Đây. Cái này hơi tốn nguyên liệu tí. Khóa mày còn gỗ không? Gỗ á? Đây 20 à? Nó thiếu một ván gỗ. Đây 7 gỗ này. Có đồ 7 gỗ là đồ gỗ. Đây lấy cái thanh nó vẻ. Mày thanh cầm gỗ tôi này. Lấy cầm gỗ tôi. Lấy ăn đi, ăn đi. Đây ra ngoài. Đây còn thịt chuột chuỗi này ăn không? Làm được một thịt chuột chuỗi nữa. À không, 3, làm 2 thì chuỗi nữa. Đâu đồ ăn đấy, mày thương. Uầy, nhiều đấy, nấu đi. Ta ăn được đồ hỏng ấy, nên là không cần lắm. Một mật ong, ông ở đó có cái gì nhỉ? Một mật ong, với cả cái gì ấy. Mật ong thịt rau. Mật ong một rau rồi, ông thấy tôi cái lấy cái gì mà cáp cáp ấy, tôi quên mẹ. Mẹ cái lấy cái gì ấy? À, cái dương ở đâu ấy nhở? Dương á? Đây làm thì ta nhớ là structure ở đây làm ba ván gỗ, ba ván gỗ là sắt là ở mục nào structure. Đây ta làm cho, ta làm cho là một cái dương để đồ cái để tí. Rồi ok, đợi tí. Structure này, dương đây. Dương để cái này. Đặt vào giữa hay không? Ở phía trên đó. Đây. Đặt ở phía trên. Chỗ tao đứng rồi. Chỗ đây cũng được, ok. Để bớt đồ. Này, vơi xin rửa đi. Ê, lấy đường gỗ hả này. Cái gì cơ? Về đêm gỗ. Thế à? Ok. Sao? Xung quanh nhà mình trồng đầy cây. Không sợ thiếu rồi.
Nào nào, tính chuyện xây nhà dần đi. Đống berry ta sắp hỏng. Đứa nào còn đói không cho ăn này. Thôi hết hết ta. Đói thì ăn hết đi này. Đây đói thì ăn hết đi này. Ok ok. Cái gì 13 rồi. Ăn luôn đi. Đúng hỏng. Thế để nấu dần đi. Để làm luôn hai cái bếp đi. Làm hai bếp này. Ngoài là thiếu than quá. Thì cho vào đây luôn. Rồi cho làm đây. Cho làm luôn. Nấu hết chỗ Beryl nhá. Nấu hết này. Nấu hết đi. Hoặc mang vô nấu nói. Nóng. Ở đây đây. Nấu có thịt thêm. Nấu là hơi. Ê, chúng mày đào cái này lên này. Cái này cho vào là nguyên liệu đốt cháy ngon này. Một được. Là để trồng, hai là để đốt. Cái nào? À, grass đi. Xúc lên cơ không? Cái mày dùng xẻng mày xúc cơ. À, hiểu rồi. Thì tí nào. Ôi, cái... làm cái gem tăng 3 máu này. Sanity tăng... Hunger tăng 37, Sanity tăng 3, tăng 5 điểm. Ủa, tao sẽ đi đào lũ này về xong rồi tao trồng. Ăn hết tao ăn hết cái vui cái juicy berry nhé. Hoa tôi xin lại miếng gỗ. Sao không bán hết gỗ. Tôi chế giáp. Ừ. À, tôi cho ông 20. Tao hoa nhiều gỗ phải không? Đây chặt cho mày. Mày chặt gỗ mà mày nhiều quá mày cứ để vào cái dương ấy. Bây giờ. Ăn hết đầy mỏ rồi, 421. Ok đi làm bẫy thỏ cái. Hoa nhiều mấy cây ấy, đi chặt mấy cây trên này. Mà nó bớt cả rốt rồi. Đây, cà rốt ta có 6 này. Anh cứ cầm cái này, chưa cầm. Anh ơi, tạo thêm gỗ đi. Tiện. Đấy, chặt đi. Kiếm mấy cho cái cóc đi chặt đi. Chặt xong nhớ lấy cái hạt ở trong lại. À, ok. Lấy hạt về trồng. Quên mất đấy. À, chiều đúng không? Hay là sáng? Sáng. Ờ, để tí nhá, tao chạy vào rừng để tao xúc hết mấy cái cây berry về. Ok. Là không lo chết đói. Tiện đi chặt gỗ luôn. Mở cho phết này. Ông nào mà làm được giáo ấy, giáp rồi ra hang nhẹn đánh nhẹn chứ, nhưng mà được phá tổ nhẹn. Ok, từ bình tĩnh, từ. Đây nào. Tổ nhện bên trái, đi cái thẳng bên trái đúng không? Trên map ấy, trên map nó hiện. À, có cái tổ nhện màu trắng đúng không? Cái ok. Thế để qua đấy luôn. Đánh nhẹn thôi. Ok. Nhưng mà đánh ổ nhẹ một tầng thôi nhá, đừng đụng vào ổ 2 tầng, có ổ 3 tầng. Ok. Thôi mà ai còn đá không? Ta có mấy con chuột chũi rồi. À hô, mẹ giáo chém phát chết luôn mẹ. Chũi thì một giáo đi rồi. Đang nhiều chuột chũi rồi. Ai là X mấy nhát nhỉ? Không nhớ. Ô, nhà lợn này. Nhà lợn, ê. Nhà lợn ấy thì nó sẽ cover mày. Nhưng mà nó xa nhà mình không? À, nó tương đối, nó hơi xa thôi. Này có bàn hoa này, có bàn stay hand này. Bản cắm hoa. Khu nào mà nhiều nhà lợn đấy thì di cư sang ở với nó luôn nhá. Ok. Có mỗi, tao sẽ đợi mà thấy mỗi một nhà. Tao sẽ làm một cái campfire ở đây.
mình chặt cây. Ôi nhiều cây đấy, nhiều cây chặt đấy. Đấy, nhiều cây bị chặt đấy. Nhà mình trồng một đống cây. Tí ta mang berry về trồng nữa. À, thế ai chặt một đống cây để đây? Không có để hết hạt với cả gỗ ở đây. Này, ta đang dragon đen, ta đang spider đen này. Chém nhẹ nữa. Rồi. Ta không biết cái mưa gốc phải làm gì cả. Vào được spider đen đúng không? Hay như nào ấy? Cái gì cơ? Phải spider đen vào được không? Hay là đứng đợi? Không không không. Cái đấy là kiểu nhá, mày đứng vào cái địa bàn của nó ấy thì nó sẽ spam mấy con nhện ra. Ok, bây giờ phải đợi. Nhưng mà mày đừng phá tổ nó, phá tổ nó chỉ ra được mấy cái tơ nhện thôi. Ok, thế để đợi. Mày để nó xong mày để ổ của nó đi xong mày đứng farm không? Đấy, con nhện nó sẽ tự spam nhiều vào buổi chiều ấy, cẩn thận nhé. Thế buổi chiều ta. Thoải mái, ta nhiều máu, chơi luôn. Thả thiên thủ đốt đốt giáp vào. Giáp rồi, yên tâm đi, giáp gỗ rồi. Green cap này. Tí làm đồ ăn. Rồi anh ăn đồ hết rồi. Đây, đang phải kiếm đồ. Ra chỗ nhưng mà tổ nhện có vẻ đi. Chưa có, một đều tối mẹ rồi. Về đi, về đi, về đi, về đi. Không, không. Mày tập trung anh em á. Không, sáng đi tiếp. Tụi má nhà mình ở đâu á? Như vậy nhà mình xung quanh toàn cây ấy. Nhìn phát biết ngay hả? Nào. Có bịt mẹ. Trời mưa. Lấy rồi đấy. Đâu đấu tôi đó. Suy nghĩ xem có nên đánh bọn ếch này không. Đánh ra, lấy ếch đánh luôn. Tầm này mình có giáp mà, không sợ. Này, lông tôi nhận để trong hòm nhé. Mì tồn. Sao ếch đánh tao, tao lại rơi xẻ. Tao đang không hiểu, đánh rơi đồ. Không, đánh nó đánh vô người là kiểu nó lôi đồ mình rớt xuống á. Cái của ông nấu cứ nhỏ mới thành à? Cái gì ạ? Cái món ông vừa làm mới nấu kiểu gì á? Bố Mary. À, bố Mary lại ở một cái. Bố cà rốt nấu được cái gì? Thử đi. Mà cho ông ba miếng thịt chuỗi à? Ok. Đây đây đây. Give all. Tôi đéo give được. À đây đây đây, tôi full chỗ. Đây 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 đây, tôi để ở ngoài. Lập nông trại. Và lean. Được. Nhưng mà xây nhà dần thôi. Đây bay thì dùng mấy cái tường cỏ xong rồi đắp xung quanh luôn. Món nó hỏi bao nhiêu hả? À, mà hunger hồi 2 năm, máu hồi 3, sanity hồi 5. Được. Được. Anh em xây nhà dần. Nhưng muốn ấy bọn này phải ấy phân bón các phải không? Như thế, chưa tìm hiểu kỹ. À, lấy xẻng, lấy nốt, để làm xẻng.
Nài quá, thanh ra đi. Than, cầm than, cầm lớp than. Ừ, vài bẫy đâu. Hem bét. Grass xui, marble xui. Đồ mang mang ra đây. Cookie shatter. Ai có Z feather không? Có lông quả không? Lông quả không luôn. Em Fairy Boot cắm vào đây bị hỏng mà. Cay. Hình như phải cắm ra lớp tươi. Tí nào kiếm mấy cây khác về thì trồng cho em. Thấy máy bắn đâu nhỉ? Thì mày bắn tên đâu nhỉ? Mày bắn đá đâu nhỉ? Bắn đá gì? Vũ khí á? Ở vũ khí tầm xa ấy, ừ. Chắc là ở trong file thôi. Kéo xuống dưới. Đứng cạnh cái máy 2 ấy. Refine đúng không? Ông, oh, con nhảy vào con lỗ xuống luôn xem có gì nhỉ? Thôi nhảy. Đi về đống đồ ăn. Ồ, sắt đồ rồi. Nó phai như là kho vũ khí mà. Hay nó là cái Morningstar nhỉ? Làm thêm cái bếp nữa anh em. Ờ, là thêm. Ờ, có mới có một than nó đốt thêm cây. Đá thì mày có đống Flint này. Cầm Flint sử làm gì làm. Mày hiểu shit đấy. Này có Spider Gland này. Ai đúng không? Spider Gland dùng hồi máu chính đúng không? Tôi dùng máu để hồi sinh, 40 máu thì phải. Tinger rồi. Nó bánh mì ấy, nó đi. Tao đi đào đá. Là bánh mì của đi hết anh em. Không, hỏi đi, hỏi ông kia. Hồng béo ơi. Cái Froggy Bunwick làm cái gì ấy. Này, của mày à. Đâu, tao vừa cho bừa vào ấy. Tao không có thịt nên tao cho cái đấy vào, đâu rồi. Đây, Froggy Bunwick à. Đâu. Đây, đây đưa mày. Đấy. Tao cho một chân ếch với ba cà rốt vào. À. Okay. Nhưng mà cái này ba bẻ vừa với 20 máu ấy. Cái no nhiều nhất vẫn là cái meatball đấy. Nấu. Cái hoa sắp héo để làm gì đấy? Không biết. Đi farm thêm. Ôi. Tức là out game phát mà mai chơi tiếp là tôi quăng đồ ra nữa. Okay. Không có để đồ hòm không? Quăng đồ ăn. Có gì để đồ hòm hay là thêm à đây để tôi quăng đồ ăn nhé, tôi cho tôi cầm đồ ăn nhé để tôi đi đâu này. Lấy hết đi. Có cái spear ông cầm đi, spear ông cầm đi. Không tay out luôn. Ơ cả lỗ run gần nhà. Tí tính sau. Có thể tí xếp lại cái đồ của anh em đây. Để từ bên làm thêm cái hòm đồ anh em để đồ. Ơ làm mấy cái mà. Để tao kiếm đồ làm bếp luôn. Gần nhà mình cái gì cũng có bãi đá hư xanh. Này, bài thay nha. Bài mọi người nha. Rồi.
Về chưa? Về đâu rồi? À, bay đây. Cất đồ hồ thanh á. Đồ không cần cất đâu, nó tự lưu ở trên người thôi mà. Đâu, thanh không cầm, thanh không cầm. Anh bỏ hết ra luôn đấy. Bỏ hết cho mình. Nãy bảo cầm rồi ông không cầm, cho phải cất cho ông luôn. 100%. Ôi, con mắt này nó ấp trứng mà. Holy. Tao nhận được trứng rồi này. Lùi. Chạy 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 răng 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 răng. Sao con chân chạy nhanh thế? Mẹ mày. Hay tao sửa xiên nó nhỉ? Cửa nó, cậu đi. Nhà tao có một thịt ếch với cả mấy hai mít mít bồn. Tôi khỏe lắm mày ạ. Nó đánh một phát mất 10% giáp ấy. Hay. Thế ở đây không có hiện thanh máu. Ôi, nó vẫn đuổi ấy, mẹ. Cái vũ khí bắn xa trong game này là cái gì ấy nhỉ? Ít ai. Morning light, morning light. Thằng ơi, cứu tao không? Gì? Sao nó vẫn đuổi? Mày đang đâu? Tao lấy mỗi quả trứng thôi mà. Mày đang đâu? Tao đéo biết luôn. Lin. Mày nhảy hố à? Mày nhảy hố sâu à? Không 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 không. Tao ngoài bãi đá, nó đuổi tao từ bãi đá rồi. Lin. Bãi đá bên phải. Ê, tao chạy về nhà này. Ê, tao chạy về nhà, tao chạy về nhà này. Xin nó giúp tao không? Được 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 được. Giáp tao còn 3%. Tao đánh được khá nhiều đấy. Chạy dính dắt thì sẽ né được đòn của nó. À đây 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 đây, tới đây tới đây tới đây. Mặc giáp chưa, mặc giáp chưa? Mày tanh đi, mày tanh đi, tao vào tao phục cùng. Au. Mặc giáp rồi. Đánh đi. Sao đánh mãi không chết? Thế rồi. Ok ok. Mít mít mít. Ok ok. Ui thịt xịn luôn nhá. Ngon, đấy về nấu luôn. Thịt quái vật mà. Đấy, thịt quái vật nữa là một thịt động vật đi, hai rau. Đấy về nấu luôn. Thịt đấy là thịt, thịt động vật mày ạ. Ở quán luôn. Tao phải nhặt được một quả trứng. Trứng gì? Được sao? Trứng là gì? Thôn, thôn bird egg. Giờ tí tao vừa thấy cây berry trên đây, tao quay lại đâu nhặt. Sợ thật đấy, nó đuổi tao từ sa mạc về đây mà. Em đi làm bẫy, bẫy mấy con thỏ ấy. Mày nhặt cỏ với cái que que này làm bẫy. Đây đây không? Là chặt cây. Anh cái tổ đi đốt cây, ngoài đi làm mấy cái để đốt cây, ngoài làm mấy thêm mấy cái bếp nữa. Để nấu thoải mái. Cái hoa héo rồi, cứ đi thôi à? Ừ, chắc thế, ăn vào mẹ ai. Ăn vào mày đi. Từ từ tao làm cái mũ nốt á. Vẫn ra mũ xịn, he he. Rồi tao đốt rừng phát nhá. Mẹ thiếu. Cầm, tao không cầm. Còn cắt rát đâu, cắt rát tao để nhà rồi. Cắt rát tao có. Rồi cho tao hai cái. Ok. Ra cái rổ đốt, đốt cây kìa. Ờ, cái cây berry này có phân bón thì nó mới thành cây xịn được.
để nguyên nó đấy nhá. Kệ. Okay. Có rút là cái lâu. Ta cất quả trứng và chép. Hiện giờ tao không hiểu để làm gì. Đi làm cái giáp mới nữa. Tao hết rau rồi, mẹ. Tao để sẵn một cái chân lách ở trong cho mày nấu gì đâu. Ok. Rau quá. Mẹ rau kiếm đâu ấy. Vào rừng. Ok. Từ đây đi đủ kiếm than rồi. Làm cái bếp đi. Nghe cái bếp nữa. Đi nút cây thì để đâu vào rừng. Ồ, ăn ấy là hay là bẫy bằng cà rốt nhỉ? Chắc bẫy cà rốt thôi. À, tự hỏi là bẫy bằng hạt giống được không? Thực ra cũng chả cần bẫy cho bếp vào đâu, mình lùa nó vào được. Mà được skin được con WX78 này. Ôi chết rồi, tối mẹ rồi. Đem 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 đem. Tao đi mẹ rồi, xa quá. Tao đi rồi. Tao đi mẹ sao rồi, đi? Cứu cứu cứu, tao hết đồ, làm lửa. Sao lại thiếu đồ làm lửa vậy? Ừ. Mẹ, giờ cứu mày có gì, tao vừa bị một đập này. Tao vừa bị một đập. Má, tao vừa bị một đập này, còn 6 máu rồi. Cho vào đây đi. Đồ má sợ rồi. Tao hết, ta má thường lắm thế. À, 4 cái cho là mắc. Cái đéo gì đây? Đứng gì đấy? Tao không biết. Ôi, cấp lửa, cấp lửa, cấp lửa. Lấy lửa, không lấy lửa, không cấp lửa. Mẹ gần các rác này cầm hết rồi. Ờ, đây. Tao làm hai cái bẫy ở dưới kia rồi, mày xuống mà lùa nó vào. Đâu? Tao vào rừng phát, tao vào rừng đây, để vào rừng kiếm ăn nhanh để hồi máu. À, để cà rốt thôi đúng không? Tao để hạt giống, chứ tao không để cà rốt. Ra vào làm thêm cái bếp nữa. Mày lùa nó vào được không ạ? Không cần phải bếp đâu. Mày lùa nó theo cái hướng nó chạy vào bẫy là được. Mày còn đá không? Còn. Mày đá rồi. Nhưng mà tao xa nhà rồi. Tích ở trong dương còn không? Được hết rồi. Mày lùa nó kiểu gì ấy nhỉ? Cà rốt à hay nhỉ? Không, mày lùa nó, mày đuổi nó ấy. Để nó chạy vào hướng cái bẫy là được. Ok, hay là tìm. Tao đi nhặt hoa, tao ăn này. Mấy.
Mày bị nhặt hoa ăn một tí chết hết. À đây đây đây. Đã cả lùa. Mày nói ăn một táp. Đúng rồi, vào rồi, vào rồi, vào rồi. Đi mẹ mày thỏ. Rapid rồi, mở được. Trong cái lúc mày thả ra ấy, mày cho một giáo xiên chết nó luôn. Không nó chạy đi ấy. Ờ, thả nó... ra thì mới giết thịt của nó. Nó bấm vào con thỏ có nút murder mà. Thì giết luôn. Bắt bướm nhá, bướm rất ngon. Bướm rất ngon. Đúng hồi 8,8 máu ấy. Đã rồi. Thế nên là phát hiện ra cái vườn hoa nào ấy ở luôn ở đấy. Đây, nó chạy lên chỗ của bao. Mình ra là trap tiếp. À, bây giờ thì nó không có giáp. Tí về là thảo nào vừa ăn một tát. Anh cho mày vào đây, anh cho mày vào đây, đúng rồi, đi thẳng. Đi mẹ mày, chắc chắp. Murder. Hiểu, hiểu, hiểu cách rồi. Đơn giản. Xì diệt vào hố ạ, mẹ ạ. Cũng xì diệt thỏ. Cũng xì diệt thỏ ấy luôn. Tí nó giết nó thì cẩn thận nhé, nó chạy đi. Giết tốt nhất là mày tí nhốt mày vào chỗ nào đó ấy, lúc này là mày giết nó. Đấy luôn. Mày thả ra là mới giết được nó. Mẹ thỏ hôn mà nó ngồi gần hố ấy. Quá, tao nhớ cái chỗ này nó xanh tốt lắm mà. Sao thành ra như này không? À, khai thác nhiều nó cũng thế này. Không, nó thành cái lớp màu khác luôn đấy. Luôn. Ông ơi, mình xin tí hoa mình ăn nhé. Mấy con quạ dụ kiểu gì ấy nhỉ? Có mấy con quạ ấy. Có đồ liên quan quạ mà. Tao nhớ là mẹ tao có check là có đồ liên quan quạ. Cái hóa này ở đây có một tí tủ không? Cái thịt mẹ à, quá rồi. Ơ, lỗ run này. Không, em không nhu cầu nhảy vào lỗ run. Nghĩ là tao mày nên đi đánh nhẹn. Mày có bao nhiêu tơ nhẹn rồi? Làm cần câu cá luôn. Sự tao qua tao farm được mỗi một con thôi. Tí tao đi farm. Làm xong cái bếp ạ. Đúng rồi, đi thẳng vào. Ơ, lùa con thỏ này mệt thế. Để đúng lúc xin để thỏ. Đúng rồi, lên đây, lên đây. Bông hoa. Tao đang từng bông hoa một để tao hồi máu. Con thỏ này, nào con thỏ này. Đúng rồi, đi thẳng. Vô khổ. Đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng. Nó đéo thêm vào hố nữa mà. Nó đi chơi đùa cảm xúc mình. Đéo. Đi vào. Ô, nó đéo vào trap kìa. Cô ta. Được bao nhiêu con rồi? Được hai con. Hai con cũng được. Giết thịt nó đi. Giết rồi, giết rồi, giết rồi. À, thôi, tao nghĩ là cũng chả cần giết sớm ấy. Để cho thịt nó tươi ấy. Thỏ có giới hạn đấy không? Có độ tươi sống không? Tao cũng không biết. Nó có thanh màu xanh không? Nó có hiện màu xanh không? Hiện tại là không thấy. Ờ, thế thì giữ nguyên, nếu mà mày bắt được thỏ ấy, thì tao nghĩ là nên giữ nguyên. Và mình cũng chưa cần thịt ấy, để cho nó sống ấy. Alo, đứng lại. Làm cái trang trại. Trang trại thỏ, ờ à, được. Thì đã đuổi nạt quá, thôi bỏ qua. Mẹ à, con thỏ. Ôi nhá, nhớ ấy nhá. Ờ, có chỗ chuỗi rồi, không sợ. Có chỗ chuỗi thay rồi.
Anh quá, nhiều cá rốt quá, đang thiếu rau. À, đây rồi. Người. Ừ, đây chín rồi. Tao sợ bị sói tấn công quá. Ngửi. Ô tốn mẹ rồi. Phải ăn đập nữa nha. Thôi gần nhà, gần nhà, gần nhà không vậy. Bị bão một đập bó. À, tao có đi mẹ rồi. Ôi giời, cứu 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 bé chết rồi. Tao tối quá, tối quá. Kéo ơi, cứu cứu cứu, tối quá. Tao ở nhà đâu. Tối quá rồi. Có nông đó không chạy vào đấy. Không, không có mẹ đấy cả. Ít mẹ xong rồi, ra đi. Ít mẹ xong rồi. À, thôi thôi thôi. Hết mẹ đom đóm này ở đâu. Đấy, bên dưới, bên dưới, bên dưới, bên dưới. Bây giờ chờ tí để tao hồi sinh mày. Hết mẹ grab mà... rồi, địt mẹ. Đéo tí grab nào. Nhưng mà bây giờ tao phải kiếm được bọn ếch để kiếm được cái bao tử. Vừa nhắc là trời tối xong. Đéo chạy về kịp. Không làm cái campfire không không có gỗ luôn à? Không chạy về kịp để cắm campfire ấy, không nhìn thấy gì cả. Không nhìn thấy gì để cắm campfire ấy. Tí tao đi nhặt hoa. Sau đó đi kiếm ếch luôn. Rồi tao không có giáp. Ếch thì đây rồi, nhưng không có giáp. Linh. Map này đang ở chỗ nào đây? Ok, biết rồi. Đây tao về nhà. Cứu. Hồi sinh mày ạ. Đố má, cay thật. Nếu mà tí crash à, quá luôn. À, tao thấy một bãi ếch đây rồi. Ui hoàng và một tỷ bông hoa. Đó luôn. Đánh một ếch này cũng ra nhiều hoa. Từ từ nhá, hồi sinh mày chắc cũng phải mất thời gian. Đây đang đang đứng nhà đây. Tao đang đứng nhà đây. Vừa thấy về mà hồi sinh thôi. Hay. Và tí nhá, hơi mất thời gian thì tao đang ủi lại máu của tao đã, xong rồi trừ 40 máu đi nữa. Bị cắn à? Không, trừ 40 máu để hồi sinh mày ấy. À, nhớ okay. Không? À ok, okay. Đúng rồi. Nhưng mà phải có một cái bao tử ếch nữa. Nên là chờ tao về tao chỉ tạo giáp đấy. Mày chết hả? Não tao bị tụt. Lì. Về nhà. Đâu, ok. Tao, tao sẽ chạy lên cái đầm ếch này, tao farm ếch. Sẽ vào survival.